dứt điểm. Vô! 1-0 dành cho cầu thủ Mạn Xà. Cầu thủ đã ghi bàn thắng mở điểm cho trận đấu ngày hôm nay, đó là Tiến Quốc. Pha phối hợp cực kỳ đơn giản, hai nhịp và Mạn Xà đã đưa bóng vào lưới của cầu thủ Chi Long. Chúng ta đã nói về sự nguy hiểm, đẳng cấp của cầu thủ Mạn Xà đội bóng đã có quá nhiều kinh nghiệm ở những bài đánh cố định như thế này. Và tất nhiên rồi, Mạn Xà họ sẽ chơi với phong cách đã từng được định hình trong vòng nhiều năm qua. Đây là một tập thể không phải chỉ xuất hiện trong các giải bóng đá phong trào khu vực. Và chuyên nghiệp, ơi, không vào. Sự cởi mở trong một đợt tấn công đến từ Thúy Long rất khó tin, rất khó tin. Và bóng vừa rồi Đức Con đã bỏ lỡ phá bóng để giúp cho Chi Long gỡ hòa. Rất hy vọng là các viên khán giả sẽ cùng mang đến cho chúng tôi những lượt chia sẻ. Lương Xuân Trường là người vừa dứt điểm. Tuy nhiên thủ thành trẻ Đức Duy vẫn cho thấy phong độ xuất sắc của mình ở mùa giải này. Thiếu chút nữa tỷ số là 2-0 dành cho thủ Mạn Xà nếu như không có sự xuất sắc của ngôi sao. Chỉ có duy nhất một cái tên thắng còn, Trọng Kha. Cơ hội, dứt điểm, không vào. Thiếu chút nữa thì có bàn thắng dành cho thủ Chi Long. Và dứt điểm cuối cùng vừa rồi là của Văn Thủy. Những ngôi sao trẻ vẫn đang dứt điểm ngay. Quá tuyệt vời. Tỷ số là 2-0. Vẫn là một tình huống cố định tương tự, nhưng lần này thì người dứt điểm là Lương Xuân Trường. Trong trận đấu bán kết thì Lương Xuân Trường cũng đã có một pha bóng dứt điểm thành bàn từ một tình huống phối hợp cố định. Ngày hôm nay thì rõ ràng là Đức Duy sẽ cần phải tập trung hơn nữa. Đối đầu với một đội bóng bản lĩnh, kinh nghiệm thì tinh thần thôi là chưa đủ. Sự khác biệt đến từ hai tình huống cố định. Thế trận trên sân thì không hề kém cạnh Mạn Xà, nhưng Chi Long thua Mạn Xà từ những tình huống cố định. Một lối chơi vẫn có thành công nhưng sai lầm đến từ những tình huống cố định mà thôi. Tiến Mỹ, cơ hội 3-0. Quá dễ dàng dành cho cầu thủ Mạn Xà. Đó là đẳng cấp. Đội bóng mà Tiến Mỹ đã thể hiện tài năng của mình và anh đã dọn cô để giúp cho Trương Anh nâng tỷ số lên thành 3-0. Mà anh tới có thấy không? Một pha đi bóng quen thuộc của một lão tướng 33 tuổi vượt qua hai cầu thủ trẻ của Chi Long một cách dễ dàng. Và sau đó là một tình huống căng ngang theo bài, những miếng đánh đẹp mắt của Mạn Xà 3-0. Tiến Mỹ vẫn là một sự khác biệt, một cầu thủ mà chúng tôi ví là một kỳ hoa dị thảo của bóng đá Yên Phong. Cơ hội không vào. Leo Bắc đã xuất sắc trong tình huống đối mặt này. Bên cạnh đó là ba giải đấu kiêm lương cầu thủ xuất sắc nhất lại là Tiến Mi. Đức Duy không có cơ hội để cản phá bàn thắng thứ tư. Đây là cái cách mà Mạn Xà chứng minh Thụy Lôi đang ở đâu, Thông Tiền đang ở chỗ nào. 4-0 trước một Chi Long hừng hực khí thế trước trận chung kết này. Một lần nữa chúng tôi lại phải gọi tên kỳ hoa dị thảo mang tên Tiến Mỹ, một dị nhân của bóng đá Yên Phong. Cú đá quá đẳng cấp từ gần giữa sân, đánh bại thủ thành xuất sắc là Đức Duy. Vẫn không có bàn thắng nhưng khán giả của Chi Long vẫn chưa được ăn mừng. Một tình huống treo bóng rất chính xác, nhưng có lẽ đó là thắng còn nếu đó là Văn Chiến, người anh trai của thắng còn trên sân. Có rồi. Cơ ơi, Mẫn Quý Tâm, không có bàn thắng không? Vâng, ghi bàn là tình huống như vậy là bình thường, không ghi bàn mới là bất thường. Power play luôn là con dao hai lưỡi và đó là bàn thứ 5 của Mẫn Xá ở mùa giải ở trận chung kết này. 5 bàn thắng được chia đều cho 5 cầu thủ trên sân. Tiến Quốc, Lương Xuân Trường, Trương Anh, Tiến Mỹ và vừa rồi là Mẫn Tâm. Cơ hội. Cách chơi của Mẫn Xà họ điềm tĩnh,
Phản chiến không vào. Văn Chiến đang chơi như là một tiền đạo, thậm chí anh còn chạy nhiều hơn các thủ Chí Long trên sân. Lên đến khung thành rồi, không dứt điểm ngay từ nhịp đầu tiên, quá thoáng rồi. Tiến Quốc, Tiến Quốc, bàn thắng thứ 6 đến từ Tiến Quốc, và đó cũng là bàn thắng thứ 6 của chính Tiến Quốc ở mùa giải này. 6-0. Rồi.